Hello, Nhi xin chào cả nhà. Thì hôm nay tiếp tục Nhi xin hướng dẫn và chia sẻ cả nhà mình một cái mẫu áo phát dạ rất là đẹp nha cả nhà. Thì cái áo phát dạ này là cổ lăn tông nha cả nhà ơi. Thì cái màu đen nha, cái áo màu đen rất là đẹp trong cả nhà. Thì thôi Nhi xin tiết lộ cho cả nhà mình biết luôn ha, Nhi không nói nhiều nữa ha. Thì cái áo phát dạ của Nhi màu đen đây ha, cả nhà phía sau Nhi đây ha. Thì cái kiểu áo của cái áo rất là dễ thương, rất là đẹp cả nhà ơi. Thôi bây giờ Nhi sẽ cho cả nhà mình xem kiểu dáng và cái cách may và các đường may của trên chiếc áo này như thế nào nha cả nhà. Cả nhà hướng theo Nhi ha, Nhi sẽ chia sẻ cả nhà mình tham khảo về chiếc áo này nha. Hey, cả nhà ơi, bây giờ thì Nhi sẽ quay cả nhà mình xem cận cảnh về cái chiếc áo này ha. Đường kim mũi chỉ ha, và kiểu dáng và cái chất liệu vải ha, cái áo này cho cả nhà mình tham khảo ha. Áo này rất là đẹp nha cả nhà. Áo rất là tuyệt vời luôn á cả nhà ơi. Ha, đây là áo cổ lăn tông này ha cả nhà. Cổ lăn tông kiểu dáng họ may rất là đẹp luôn nha cả nhà. Đó, cái áo này mua rất là mắc tiền nha cả nhà ơi. Xu cái áo này hơi bị khẩm tiền cả nhà. Thì thôi bây giờ Nhi sẽ quay sát và cho cả nhà mình xem về cái kiểu cách may của họ ha. Đây là họ may cả nhà. Họ may giống như zip chắc cả nhà, mà zip chắc đường thẳng nha. Đó, dài lên luôn ha, cái nẹp này ha cả nhà. Và đây là họ làm phi mái nha. Đó, phi mái, họ làm phi mái ha. Thì cái áo này tổng thể là có 4 phi nha cả nhà. Đó, phi mái rất là đẹp luôn. Đó, lên trên cái lá cổ ha. Thì trên cái lá cổ này thì cũng có làm phi luôn nha cả nhà. Đó, làm phi luôn ha. Đó, bên đây là cái lá cổ rất là đẹp nha cả nhà. Khi họ may lộn cái cổ lăn tông xong rồi họ may zip chắc ha. Rồi cả nhà thông cảm dùm ha, chắc có thể chất liệu vải đen cả nhà hơi khó thấy, cả nhà thông cảm dùm Nhi nha. Tối quá thì nút nè, nút thì họ kết bằng tay và họ quấn nút bằng dưới đây ha, họ quấn chân ha, chân nút nha cả nhà. Nút rất là đẹp ha, rất là xịn sò luôn nha cả nhà ơi. Và cái túi nè cả nhà, chất liệu vải nó hơi tối, cả nhà thông cảm dùm Nhi nha. Đây là túi nè cả nhà, cái cơ túi rất là tuyệt vời nha cả nhà. Đó, cái cơ túi thấy không cả nhà, cái túi áo đó. Thì đây ha, là phía trong cái túi này cả nhà, nó có cái cơ ha. Và ở trong đây họ có may cái túi lót nữa nha cả nhà. Ôi khó thấy quá ha cả nhà, khó thấy quá ha. Đây là ha, cái lót túi này ha cả nhà. Đó, họ có may lót túi ha. Nhìn cái kiểu dáng họ may là biết cái áo nó đẹp như thế nào ha, là cái áo nó có giá trị như thế nào ha cả nhà. Mua cũng xứng đáng đồng tiền cả nhà ơi. Đó, còn cái phần cái lai tai ha, thì cái lai tai thì họ cũng may ha. Đó, họ may ha, ở trong đây họ có may nẹp nha. Trong đây họ có may nẹp nha cả nhà. Rồi ở trong đây thì họ có đúp lót nha. Đó, lót nha cả nhà, họ đúp lót nha. Cả nhà nhìn cái lót của nó nè. Đó, cái lót đẹp ghê không? Lót rất là đẹp nha cả nhà. Đó, lót rất là đẹp nha. Tuyệt vời lắm luôn cả nhà ơi. Mua cái áo này xứng đáng đồng tiền nha cả nhà. Xứng đáng đồng tiền luôn á. Cả nhà nhìn cái lót thôi mà cũng in luôn cái nhãn hiệu của họ luôn cả nhà. Thì Nhi thấy cái kiểu dáng của cái áo này nó đẹp thì Nhi sẽ quay được clip cho cả nhà mình tham khảo ha. Để cả nhà mình có thể cả nhà mình may, hoặc là mình mua những cái chất liệu vải hao hao giống vậy, mình sẽ may cho mình một chiếc áo giống vậy ha. Thôi bây giờ Nhi sẽ mặc thử cả nhà mình tham khảo nha cả nhà. Chứ Nhi thấy cái áo này đẹp lắm ha. Đó, mặc thử rồi nhưng mà rộng quá, có thể Nhi bóp lại cho nó vừa với Nhi. Chiếc áo này hơi to, tại vì bên đây là bên tay họ bán áo bự không à, không có may áo nhỏ xíu như Nhi. Nhi là người nhỏ con, quá nhỏ con. Đó, vậy thôi giờ Nhi sẽ mặc thử cả nhà mình tham khảo ha. Bây giờ thì Nhi sẽ mặc thử chiếc áo phát cho cả nhà mình xem và tham khảo ha. Thì trước khi mặc chiếc áo phát vô thì Nhi sẽ tư vấn cho cả nhà mình nên mặc những cái trang phục phía trong cho ngắn gọn và cao, để mình mặc cái chiếc áo phát vô để cho nó không có bị lộ cái phần bộ trang phục phía trong của mình ra ha. Nó sẽ để cái chiếc áo phát của mình nó bao phủ cái phần trang phục phía trong của mình, nó nhìn nó rất là đẹp nha.
Thì hôm nay Nhi sẽ mặc một chiếc quần sọt và một chiếc áo thun cổ lọ như vậy thôi. Thì để Nhi mặc chiếc áo phát vô để cho nó thêm một cái ấn tượng ha. Tại vì cái áo là màu đen, là Nhi sẽ phối với cái áo áo cổ lọ của Nhi là áo màu trắng ha. Thì cái quần thì Nhi sẽ phối quần sọt để ngắn gọn ha, để là mình sải bước nào ha, năng động ha, thoải mái ha cả nhà. Thì đây ha, cái trang phục phía trong của Nhi thì chỉ ngắn gọn vậy thôi, một chiếc quần sọt và một chiếc áo len cổ lọ thôi ha. Thì thôi bây giờ Nhi không nói chi nhiều nữa, thì Nhi sẽ mặc cái chiếc áo phát vào cho cả nhà mình tham khảo ha. Thì đây ha, cái chiếc áo phát đây ha cả nhà. Thì cái chiếc áo phát màu đen thì Nhi sẽ cái áo trên phía trong đây thì Nhi là cái áo cổ lọ màu trắng ha, để tôn lên cái áo phát màu đen này ha, và cái quần sọt ha. Và sau đó thì Nhi cũng đã phối cái dài màu đen luôn nha cả nhà, tông xịt tông ha. À, thì bây giờ Nhi sẽ mặc cái chiếc áo phát này cho cả nhà mình tham khảo ha, đó, có đẹp hay không nha. Thì cái chiếc áo phát này rất là ấn tượng với Nhi nha, đó, ôi mặc vô rất là thoải mái nha cả nhà, rất là đẹp nha. Đó ha, Nhi phối cái ở trong ha, bộ đồ ngắn gọn ha, khi mình mặc vô rồi thì cái chiếc áo phát nó che phủ cái trang phục phía trong của mình ha cả nhà. Đó, nó che phủ với cái áo nó sẽ che phủ cái bộ trang phục phía trong. Và cái tay áo của Nhi nè, khi mặc vô thì tay áo nó cũng vừa tới cái cổ tay thôi nha cả nhà, nó vừa tới cổ tay nè, vừa cái lóng tay của mình ha, nó rất là tiện, rất là gọn ha cả nhà, rất là thoải mái luôn, đẹp quá cả nhà ơi, xinh lắm luôn á. Thì thôi bây giờ Nhi sẽ tới xíu cả nhà mình tham khảo gì cái chiếc áo này ha, đó đẹp lắm cả nhà. Đó, đây sẽ tới xíu ha, trời ơi cái này áo này màu đen rồi cả nhà ơi, cả nhà khó thấy á cả nhà ơi. Đây cổ lăn tông này ha cả nhà, rất là dễ thương. Thì Nhi phối cái áo này á là trong màu trắng, ngoài áo phát màu đen đó, rất là đẹp cả nhà. Thì Nhi theo sao cả nhà mình tham khảo ha. Thì cái áo màu đen cả nhà hơi khó thấy, thông cảm dùm Nhi nha. Đó, cái áo màu đen thì nó hơi khó thấy nha cả nhà, rất là dễ thương luôn. Đó, bởi vì Nhi mới làm ở điểm nhấn ở trong đây là cái áo màu trắng á cả nhà ha, đẹp lắm luôn, xinh lắm cả nhà, quá xinh luôn á, thấy không cả nhà. Thì cái này là thầy mặc mùa đông rất là tuyệt vời nha cả nhà. Ở Nhi thấy xíu cả nhà tham khảo ha. Đó, rất là đẹp luôn. Đây, thì tới xíu cả nhà tham khảo. Ủa đen quá rồi, tối quá rồi không thấy ha cả nhà. Vậy thôi cả nhà thông cảm giùm đi ha. Đó, nhìn ha, nói chung là vậy cũng rất là đẹp và cả nhà ơi ha, rất là tuyệt vời rồi ha. Đó, rất là đẹp. Nó màu đen này nó hơi tối quá ha, cả nhà thông cảm giùm ha. Thôi Nhi cài nút lại cho cả nhà mình xem nè. Đó, khi mình mặc vô thì thấy nó rộng vậy đó, nó thoải mái. Tại vì áo khoác mà cả nhà ha. Đó, thì trời lạnh thì mình có hai cái túi, mình sợ túi vậy ha. Đó, rất là đẹp nha cả nhà, rất là dễ thương, rất là tuyệt vời luôn á. Thì cái phía sau của cái áo nè, đó, và phía trước của cái áo nè, ha, rất là thoải mái luôn cả nhà ha, rất là đẹp. Cái kiểu dáng áo này đẹp lắm nha cả nhà. Vậy thôi Nhi xin kết thúc video đây nha cả nhà ơi. Cả nhà xem á, nhớ cho Nhi xin một like, một đăng ký, một chia sẻ nha, để Nhi có động lực Nhi làm nhiều clip hay, nhiều video đẹp cho cả nhà mình xem và tham khảo nha cả nhà. Bye bye.